Đây là chén trà ninh thần. Gần đây xảy ra nhiều chuyện, có lẽ huynh khó mà ngủ được, cho nên muội cố tình nấu cho huynh uống đó. Thiết Thủ, người giết tao chuyện của ta, ta bắt người phải đền mạng. Thái Thao đã chết, bị một cú đấm mạnh đến nỗi bị thương nghiêm trọng mà chết, rất giống như thủ đoạn giết hại Thái Thao, là lệnh bài của Thiết Thủ. Huynh phải nghỉ ngơi, chẳng phải để nói huynh không sao sao? Đúng là không sao, nhưng mà ngủ cũng uống chén trà ninh thần đã. Uống hết rồi, nghỉ ngơi sớm nha. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Chà, tối nay trà đinh thần đậm đặc hơn sao? Sao bữa đấy vừa uống thì ngủ rồi? Hy vọng có thể ngủ một giấc đến sáng. Huynh về phòng nghỉ ngơi đi, tôi ở đây canh chừng được rồi. Được rồi, vậy kinh ba tôi tới thay ca nha. Thiết Thủ, Thiết Thủ, Thiết Thủ. Thiết Thủ. Xảy ra chuyện gì vậy? Chết rồi. Đàm Dược Phi, cô dám giết chết người của Đại Liên Minh chúng tôi sao? Tôi không có giết người. Người của Đại Liên Minh bị giết liên tục, hôm nay tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Kiệt Tây, sao hả? Thần bổ tôi các người là muốn bao che cho hung thủ giết người sao? Tôi vừa đến thì hắn đã chết, tôi không hề đụng đến hắn. Người đã chết rồi, cô muốn nói sao mà không được chứ? Vậy Quyên có tận mắt nhìn thấy là cô đừng giết chết người hay không? Chết rồi. Cũng giống như Đại Dũng, chỉ bị đấm mạnh mà chết. Tôi mới nghe cổ la lên là Thiết Thủ, không cần hỏi, nhất định lại là tên cặn bã Thiết Thủ hành hung giết người. Tôi chỉ nhìn thấy một người có thân hình giống như Thiết Thủ đi ngang qua, thật sự là nhìn không rõ ràng. Nghe rồi đó, dám giết người của Đại Liên Minh chúng tôi, còn dám giết hết người này tới người khác. Lăng Tiểu Cốt đã từng nói, cho dù lật tung hay phong, tôi cũng phải tìm cho được tên đê tiện Thiết Thủ ra. Đi. Thiết Thủ, con à, con sao vậy? Con à, sao lại như vậy hả? Con. Cha, sao con lại ở đây? Sao mình lại có con toàn là máu không vậy? Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Con không biết nữa. Tối qua con ngủ ở phủ thần bổ, sau đó con nằm mơ. Con mơ thấy cha và Du Đông gặp chuyện, nên con chạy về cứu cha. Xong rồi thì cha đã gọi con dậy, rồi con đã trở về đây. Nhưng mà cũng không lý nào bình mẩy của con toàn là máu trở về. Con đã làm gì vậy hả? Thật tình con không biết nữa. Ngươi là hung thủ giết người, đừng bao giờ để cho hắn chạy thoát. Mọi người bình tĩnh một chút, đừng làm bừa. Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Ngươi giả cùng giả điên cũng hay thiệt. Ngươi giết người của Đại Liên Minh ta hết lần này tới lần khác, mà còn làm bộ làm tịch không nhận. Là thanh kiếm gãy, Thấy rồi đó, cái thanh kiếm gãy của nạn nhân cũng có ở đây. Hơn nữa mình còn dính đầy máu. Hắn rõ ràng là hung thủ giết người. Tôi không giết người. Tôi không biết cô đang nói cái gì. Các vị thần bổ, bây giờ chứng cớ rành rành, lẽ nào thần bổ tiên các người định bao che cho kẻ giết người? Thiết thủ, chúng tôi nghi ngờ đệ dính líu đến vụ án giết người, phải bắt đệ về xét xử. Bắt đệ về sao? Xin lỗi, truy mệnh lãnh quyết. Con trai tôi không có giết người. Thiết thủ, nó không có giết người, mấy cậu không thể bắt nó được. Thế ba yên tâm, nếu thiết thủ thật sự vô tội, tụi con nhất định trả lại sự trong sạch cho thiết thủ. Thiết thủ, thiết thủ, thiết thủ. Tại sao? Thiếu Châu Hạ, ngươi có nhận tội không? Đại nhân, tôi thật sự bị oan. Tôi không chấp hành tư hình. Tôi không có giết người. Mong đại nhân minh xét. To gan, chứng cứ đành rành ngươi còn dám chối. Không sai. Theo kết quả nghiệm thi, nạn nhân bị chết do thiết quyền của ngươi. Hơn nữa ở hiện trường, Đại Dũng bị giết lại phát hiện lệnh bài của thần Bảo Ti. Sau khi hầu bưu của Đại Liên Minh bị giết lại phát hiện thanh kiếm gãy bên cạnh ngươi. Ngươi giải thích làm sao đây? Tôi không biết làm sao giải thích, nhưng mà tôi thật sự bị oan mà. Xem ra không dùng đại hình ngươi sẽ không chịu khai. Người đâu? Đánh cho ta. Dạ, dạ đại nhân. Thiết thủ, ngươi có nhận tội hay không? Tôi không có giết người. Hãy đến thần đạn cho ta. Dạ, dạ đại nhân. Thế thúc, đánh như vậy nhất định ép buộc phải nhận. Nè, đừng đóng đẩy quá, đi làm như vậy sẽ khiến cho thế thúc khó xử. Thiết vô hạ, bây giờ chứng cứ rành rành, để tránh chịu nỗi khổ về thể xác, ngươi hãy mau nhận tội đi. Hoàng quá, khó nhận đại nhân. Thiết thủ, lấy nước tạm cho hắn tỉnh đi, tiếp tục dụng hình. Tương gia, nếu tiếp tục dùng hình thì phạm nhân sẽ chịu đựng không nổi. Theo hình luật của Đại Tống, nếu trong quá trình xét xử phạm nhân chết vì dùng hình, quan chủ thẩm cũng phải gánh vác trách nhiệm đó. Tương gia và các đại nhân nói đúng. Theo hạ quan thấy, xét xử hôm nay tạm thời đến đây thôi. Tuy rằng không có đủ chứng cứ chứng minh thiết thủ giết Thái Thao và Đại Dũng, nhưng mà vụ án giết hại hầu bưu thì chứng cứ rành rành. Trần đại nhân, dạ, ông hãy cho hắn lăn dấu tài, nhốt vào đại lao để chờ hoàng thượng định đoạt. Dạ biết rồi tướng gia. Người đâu? Nhốt phạm nhân vào đại lao chờ lệnh xử tiếp. Dạ đại nhân. Tham kiến hoàng thượng. Và các hành gia đến thật đúng lúc đó. Tự khanh coi đi. Hoàng thượng, tấu thiếp đó là thần Bảo Ti của khanh biết pháp phạm pháp, chấp hành tử hình, bao che thuộc hạ, khiến cho đại thần trong triều đến thượng tấu lên án. Cả bằng hữu Võ Lâm danh túc trong giang hồ cũng lần lượt thượng tấu. Thần Bảo Ti của khanh đã mất hết uy tín rồi. Hoàng thượng, về chuyện thiết thủ thuộc hạ của di thần giết người vẫn chưa xác thực. Nghe nói lúc thiết thủ bị bắt, trên người vẫn còn nửa thanh kiếm của nạn nhân. Không lẽ đó cũng không thể nào là chứng cứ sao? Hoàng thượng, di thần không biết dạy con, nên khuyển nhi đã phạm tội tài trời, được đại ân của hoàng thượng đã miễn tội chết. Nhưng không ngờ người của thần Bảo Ti lại dám xem thường lệnh vua, chấp hành tư hình, lạm sát người vô tội, tội ác rất lớn. Xin hoàng thượng xử tội hung thủ để lấy đó làm gương. Hoàng thượng, tuyệt đối không được. Tuy rằng chứng cứ bề ngoài thì vụ án này là do thiết thủ làm, nhưng thật sự không ai từng bắt nhìn thấy thiết thủ giết người. Thiết thủ không phải là hung thủ. Vậy đúng đó hoàng thượng, mạng người quan trọng, tuyệt đối không thể xét xử sơ sài được. Ông cũng biết nói mạng người là quan trọng sao? Nhưng mạng của Thao Nhi con trai của ta không phải mạng người à? Mạng của Đại Dũng hầu bưu không phải mạng người sao? Cầu xin hoàng thượng xử trảm thiết thủ. Hoàng thượng, điều đó không được. Thần phát hiện vụ án này thật sự có nội tình. Tất cả chứng cứ do có người rất tâm sắp đặt. Thử nghĩ coi, kẻ giết người làm sao cố ý để chứng cứ ở lại hiện trường? Xin hoàng thượng, thần cho rằng hạ thần nhất định điều tra ra sự thật. Đủ rồi, các khanh đừng tranh cãi nữa. Thiết thủ giết người, chứng cứ rành rành, trẫm quyết định xử trảm hắn. Xử quyết sao thua? Hoàng thượng, trẫm đã quyết định rồi, không cần nói nhiều nữa.